Mẹ đang muốn coi cái thương hiệu toàn cầu là cái món gì đó. Amazon. Của mình đó. Đồ hấp sữa. Wow. Ê, vậy cái đó mình dùng pha trà sữa được không? Ok. Ok. Đồ hấp sữa. Tiếp tục. Đó, hai cái đó là đó. Của chung. Hai cái đó chung với nhau. Đó. Sắc lên con, sắc lên. Ngắn lắm á, trọng nổi đâu. Mấy cục vàng trọng hết sắc nổi rồi. Mấy cục vàng trọng. Chim về mà như. Yes. Rồi. Nước rửa bệnh em bé. Nước rửa bệnh. Wow. Nước rửa bệnh sữa. Thank you. Ê, cái hiệu đó của công ty gì vậy? Baby Girl. Không xung xung hai cái brand vậy nhưng mà nó thuộc về công ty khác. Thấy hoài đâu biết đâu. Cái đó của em đó. Ê cái đó của em đó, em mở cho con Thảo coi đi. Cái đó của em ăn chị hai chọn bữa đó. Nó kiểu nó không phải đâu bạn. Không cho luôn. Cái này cho nó thả. Swaddle. Thank you em. Nữa. Swaddle. Chế cái bạn dữ lắm hả? Tháo giữa đi con, dễ hơn tháo giữa. Cái gì mà nổi đó. Cái đó là cái gì em? Cái đó cái đó không phải, cái đó là bóp pin. Cái gì? Để cho em bóp á. Bóp á. Dạ, bóp á. 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 Cái hộp đó em chọn á. Đấy An. Đó chai rượu. Đâu cho. Chai rượu. Rượu hoa của bé. Trời ơi. Ê trên cái bếp nó có chiếc xe hơi rồi á. An vừa dễ thương lắm. Cảm ơn chị bé luôn. No, cái đó đồ quấn. Đồ quấn luôn hả? Cái này là chai qua đồ. Qua đồ. Tại cái đó cần nhiều quá. Phải cần cần đủ tuần á. Tại bé mới để ra nó ngủ. Chơi cho bé để gắn vô cái tay á. Đồng hồ. Apple Watch. Hai tay hai. Rồi, thùng bự đi, thùng bự. Lấy dao cho em mở kìa. Thôi, lấy dao được kìa. Lấy dao cho em nó mở kìa. Thùng bự. An giờ thùng bự ăn có mở nổi không? Để chú mở rồi con coi nha. Cái này là gì cái nhà hả? Baby. Rồi. What inside? Gì vậy An? Play mat. Cái này là sao? Dạ để cho đập bụng đó. Cho mẹ stress quá là nhào vô đây nằm hả? Hay cho Tommy tham. Thì là cho mẹ đó đẻ xong tập cho bụng nhỏ lại. Hiểu không Thảo? Đó, cái này là em ăn cơm xong, em vô đó em nằm. Còn con thì để cho chồng em coi. À, rồi kính mời chép gì và mơ mì say vài lời với khán giả. Đó, cái gì quan khách? Đó hay lắm mà. Speech. Đây. Lên hát bài hả? Mời anh Tô là ba của em chén. có vài lời phát biểu với quan họ hai bên. Đó là cảm ơn các bạn đã đến chung vui ngày hôm nay. Con cưới. Chuyện gì đã xảy ra? Ông bóng là sao?
Accident, accident. It's a bunch of balloons. Oh, okay. Đây là cảm ơn Nhan đã giúp đỡ mở quà. Rất nhiều lắm nha, trang trí rồi đi mua đồ rồi mở quà nữa. Nhan, chị Hồng, anh Kevin, người đã host ngày hôm nay. Ok. Thôi bây giờ sẵn hai người ngồi đó tiếp tục là cái trò chơi của game luôn. Để chọn mấy cái đó hỏi. Đây bé cô lấy dùng chị hai cái đây có ăn uống nè. Đưa cho mỗi. Rồi em chưa nói xong. Giờ chưa nói xong. Nói tiếp thôi coi. Trời ơi, chưa nói xong. Trời đất ơi, nói mà ngưng nửa tiếng luôn á men. Rồi tiếp tục cái hồn. Tập trung. Ê, tập trung. Tập trung. Tập trung nó dở hồn. Rồi mời ba em chén tiếp tục. Mới làm cái điện thoại. Mày. Mời ba em chén tiếp tục. Chén xin cảm ơn các cô chú. Các cô chú trong vài tháng nữa. Em mời đi tháng luôn hả? Nếu có trưởng ban host thì mình làm đi tháng. Ba chén. Phải hỏi chứ không phải giận nha. Phải giỡn nha. Đang gọi rồi An có định nói gì không? An con có phát biểu không? Say sưng đi. Mày quen lắm nha. Rồi bây giờ tới cái game này em qua lấy muỗng cho cô Thảo một cái ấn tượng cái để cô Thảo với ấn tượng chơi cái game này. Rồi. Cái game thử đồ ăn là cái game mà chị thấy ghê nhất trên thế giới. Rồi An đưa cái hũ đi con. Đâu, không phải bạn, cái đó game khác. Cái hũ con ông á. À. Rồi mở nhẹ nhàng để nó sẽ lòi ra kết quả bên trong nha. Rồi mọi người nếm thử rồi nói thử coi loại gì, chị cũng không biết loại đó loại gì đâu. Không có kết quả bên trong rồi. Ăn đi. Xong rồi mới gỡ. Ở quậy nữa nó đếm lại đi, nó kinh lắm. Ê trời, nó mới nói mà móng vuốt trộn với móng tôm là thôi luôn á. Đâu có gì.